Xin chào các bạn đã quay trở lại với chương trình Ngôn ngữ ký hiệu. Mình tên là Giao, làm việc tại Trung tâm Nhân Hòa. Hôm trước chúng ta đã học về chủ đề cử chỉ công cụ. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại nhé. Từ đầu tiên, giúp. Từ số 2, xin. Từ số 3, chào. Từ số 4, yeah. Từ số 5, chờ. Từ số 6, bye bye, tạm biệt. Từ số 7, xong, xong rồi. Các bạn làm tốt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ học chủ đề tiếp theo. Cử chỉ thông thường. Từ đầu tiên, cảm ơn. Cảm ơn. Từ số 2, xin lỗi. Xin lỗi. Từ số 3, cất. Cất. Từ số 4, dọn dẹp, dọn dẹp. Từ số 5, đóng, đóng. Từ số 6, mở, mở. Từ số 7, có, có. Từ số 8, không, không. Bây giờ chúng ta cùng làm ví dụ nhé. Đầu tiên, cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Câu số 2, xin lỗi ông. Xin lỗi ông. Câu số 3, cất. Đồ chơi. Cất đồ chơi. Câu số 4. Dọn dẹp đồ chơi. Dọn dẹp đồ chơi. Câu số 5. Đóng cửa lại. Đóng cửa lại. Câu số 6. Mở cửa ra. Mở cửa ra. Câu số 7. Con có ăn không? Dạ có. Câu số 8. Con có uống nước không? Dạ không. Bài học hôm nay kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Ngôn ngữ ký hiệu với chủ đề cử chỉ thông thường. Bye bye và hẹn gặp lại.